Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay tối 20 tháng 11 năm 2020, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng mình mới về được khoảng 100 bộ bình xăng con, hàng zin tháo xe của City, cả xe kho nội địa Nam Triều Tiên về, tình trạng là nguyên zin. Quả ra kim đốt zin, những cái bình này rất là đẹp nha anh em. Bình đẹp chưa vệ sinh luôn. Thì bình này nó sẽ xài chung cho những cái dòng xe nào. Thì City 100 nè, City 110 là nó xài chung hết cho một cái dòng bình xăng, là nó vẫn xài là cái form nhỏ vậy nha. Thì ở Việt Nam mình DH rồi này kia nó cũng xài chung mấy bình xăng này luôn. Thì anh em cũng biết rồi, mấy bình xăng City Dalem này á, nó cực kỳ tiết kiệm xăng nha anh em. Vì cái dòng này là cái dòng bên Hàn Quốc người ta sản xuất ra để hỗ trợ cho cái việc là những chiếc xe gọi là xe chở hàng, làm việc nhiều, nên nó cần cái độ là gọi là tiết kiệm xăng và độ trâu bò và độ bền bỉ cao, nên cái dòng bình xăng này nó chạy rất là tiết kiệm xăng. Thì bình này em bán full một bộ như vậy nè, full một bộ như vậy là bao gồm co xăng và bộ bình xăng con, đúng hàng zin tháo xe City Dalem, bán một bộ nha là 400.000 bộ nha. Anh em mua về vệ sinh xúc rửa và lại là chạy nha. Ba anh em là bên trong là quả ga kim đốt nguyên zin hết. Thì cái dòng City này á, cái bình xăng nó có sẽ có rất là nhiều kiểu nè. Đây, cái dòng này là người có người kêu là bình xăng 2 dấu cộng, rồi có bình nó ký hiệu là DMC, rồi có bình nó ký hiệu là HC nè, HC, rồi có bình nó ký hiệu là SLC. Vì City nó nhiều đời, nhiều đời, mỗi đời nó lắp đặt cái bình xăng nó có nhiều cái thương hiệu khác nhau, nhưng mà nó là đúng hàng zin hết. Mình bán thì bao zin nha, bao đúng đồ zin của City. Anh em nào chơi trong cái hệ này là sẽ biết mình đang nói là đúng hay là sai ha. Bình rất là đẹp, chưa rửa vệ sinh hết nè. Anh em nhìn đẹp không, 7 màu luôn. Giá là 400.000 luôn cái co. Hôm nay cái co này anh em mà chơi xe độ rất là thích nha. Móc lên lỗ lớn chạy được luôn. Đi xe độ, đi bình nhỏ bùi mới xài mấy bình này là rất là đạt. Cái co rất là đạt luôn. Rồi em về có 100 bộ nè, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em ha, 0933996332, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng nha. Bình xăng con City 110, nói chung là mình cứ kêu là bình xăng con City đi, tại vì cái dòng này nó xài chung. Bình xăng con City 110 nó xài chung, DH cũng xài chung luôn, có một loại màu à, nhưng mà xài được tới 3-4 con xe được. Bình zin đẹp, bình zin đẹp hết, xanh 7 màu không à nha anh em. 400.000 bình, anh em mua về xúc rửa là chạy thôi. Quả ra là bao anh em là đẹp tuyệt vời, đúng đúng chắc hàng, cả xe kho Nam Triều Tiên về nha.